Hello, xin chào tất cả mọi người. Mình đánh tụng đây thì lần đầu tiên mình xin gửi tới chúc khỏe đến tất cả mọi người. Đấy. Hôm nay thì mình tiếp tục làm một cái video về Billiard các bạn ạ. Thì các bạn nhìn đã thấy là đây là cái giao diện mới của nó mới mới ra được một một cái hôm nay của Billiard nha các bạn nha. Sau đợt sửa đổi tên đầy đầy mãnh liệt và đầy gợn sóng của Billiard thì bây giờ nó ra một cái giao diện như vậy thì là tức là ở trong giao diện này nó nói là bi nó quân của chúng ta là được 9,5 triệu người đang đào rồi, tức là còn phải rơi còn còn 500.000 người nữa là tròn 10 triệu và nó sẽ đến đạt mức 10 triệu để và nó sẽ dừng dừng gọi là không phải dừng đào mà là dừng hạn chế đào, ví dụ hạn chế đào một lửa hay là ví dụ đây nó có biểu đồ các bạn. Đấy, từ 0,4 mà là xuống 0,2, 0,1 hoặc 0 hoặc nó dừng đào. Đấy, dừng đào trên điện thoại các thứ. Đấy, đại loại như thế. Thì tiện đây thì mình cũng có một cái video gọi là hướng dẫn anh em cách like, cách để cho like và dislike, vì lắm bạn hỏi làm sao mà có nút like như kiểu là trong cái profile này các bạn. Đấy. Mình vào profile này các bạn nha, thì nó có một cái từ like và dislike này các bạn. Đây các bạn nhìn này, like và dislike này. Đấy. Lắm bạn hỏi làm sao mà nó có like và dislike vậy, thì mình hôm nay mình hướng dẫn cho các bạn gọi là xem hướng dẫn cho anh em muốn có like dislike gọi là cho lấy độ tương tác đại loại như thế. Đấy. Thì anh em làm cho mình nha. Các bạn đó, cũng ở trong app đó các bạn, ấn vào chat này các bạn nha. Chat này. Đó. Cần nếu mà các bạn ấn vào tiếng tiếng Anh thì là nếu mà cho mình được biết đi, nếu ấn vào tiếng Anh cái thứ này đó lại như cậu bị hack hay là bị khóa tài khoản rất cao, nhưng mà mình người Việt mình cứ chơi tiếng Việt thôi cho nó ok cho nó uy tín đi. Đó, các bạn ấn vào tiếng Việt nha, cái chat ở tiếng Việt đây này. Đấy, thì nó ra một cái giao diện chat như vậy các bạn ạ. Đấy, thì ví dụ như mình comment hay là comment cái gì đấy hay là trao đổi những cái kiến thức gọi là cho anh em biết ý, gọi là trao đổi cho nhau ấy. Đấy thì đây ví dụ như cái bạn top cái gì tập hồng này đấy cũng được 3 like cái thứ thì nó sẽ vào hết profile nha các bạn nha, thì là nó gộp hết vào cái like đây, có từ like và dislike các bạn này, like và dislike đó. Đấy thì theo mình được biết là mình nói chung đây mình sẽ bình luận cho xem nha, mình sẽ ghi là hello nha, đấy test thử cho em xem nha. Hello, ví dụ như có ai thích yêu quý mình thì like, dislike thì nó sẽ hiện lên ở cái từ profile nha các bạn nha. Thì không phải là tìm đâu đâu đâu, mình cũng tìm hiểu mãi, mình lúc trước mình cũng không 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 biết đâu. Đấy, sau một thời gian mình tìm hiểu hóa ra là mình ở trong chat này, chat ở cái tiếng Việt này này nó có vậy. Đấy. Thì đấy, các bạn cứ làm theo mình là nó sẽ có từ like và dislike. Loại như kiểu là nó lấy tương tác các bạn. Đấy, ở chỗ profile này các bạn này. Đó. Thì nó 12 đấy, mình được 12 like rồi, đi like không có. Thì thực sự là mình đâu, đây đây là tài khoản bi chính thức của mình đây, thì thực sự là mình chưa từng quen, chưa từng quen. Đây mà mình muốn gỡ chơi sống luôn. Đấy, chơi cái đây được 15 là các bạn ạ. Chơi mình cũng được một cái anh đàn anh giới thiệu cho mình chơi thôi. Đấy mà rất uy tín luôn các bạn ạ. Đấy các bạn vào profile thì là đấy nai nước như vậy. Còn KIC này mình mới được KIC được mấy hôm, được khi mình còn được đăng ký sửa đổi tên ấy. Đấy cái hôm đấy vội quá anh em thông cảm, đấy vội quá nên là đăng video gọi là có hơi chút sai lệch một tí rồi, nhưng mà cũng không sao. Đấy hôm đấy vội quá, đấy nó mới ra phát đăng luôn cho anh em xem luôn, xong mình chỉnh sửa xong thì tự nhiên có KIC luôn. Đấy. Đấy, thì hôm nay cũng giới thiệu hướng dẫn cho anh em có cái nút like với dislike ở cái chỗ profile vậy. Đó. Các bạn cứ vào chat xong bắt đầu chat, nếu ai yêu thích bạn thì người ta sẽ like và để đấy người ta sẽ like và dislike cho bạn, thì là nó sẽ hiện những ai like hay không được bạn được bao nhiêu like là nó sẽ hiện ở đấy. Như ví dụ mình like bài này chẳng hạn 1996 Lê Tân Phát chẳng hạn. Đấy, like bài này chẳng hạn. Đó. Đấy, một like. Ok, rất uy tín luôn các bạn ạ. Còn đấy, còn cái còn mình các bạn nhớ yêu quý mình thì cho mình một like, một đăng ký để mình ra những cái video mới nhất từ Billiard, cập nhật những tin tức gọi là nóng bỏng nhất từ Billiard để cho anh em cùng làm theo và đi tới gọi là thành công. Đó.
Chúc em rực rỡ. Bây giờ chào tất cả anh em nhé. Bye bye.